Bữa nay mấy anh em mình luộc ốc lát cơm mẻ ăn chơi nha, cho vui nha. Trưa nắng thì không có đi làm gì, chịu lắm nắng luôn các bạn. Mấy anh em luộc mớ ốc ngồi lại ăn chơi. Đây các bạn, đó ốc lát nha. Dạ, okay. Như Lu nói lúc đầu giờ là con ốc lát với ốc bu nó khác nhau là chỗ cái đít á. Nè cái đít này, đít cái bằng gan này ốc lát nè. Còn đít cái nhọn ra là ốc bu. Mà cái mài á, hai con ốc này nó rất là cứng. Còn ốc bu vàng là cái mài nó bị mèo nha. Bị sợ mài mà cứng lắm. Rồi anh Tú đây sắc sợ. Hello anh Tâm nha. Anh này đội nón dễ thương ha. Nạp không? Cũng được anh. Có mùi ớt rồi. Trong ớt hả? Trong cơm mẻ luôn á. Cơm mẻ luôn hả? Cơm mẻ luôn. Cơm mẻ luôn thì ngon. Chừa miếng xả đi. Đúng rồi, chừa miếng xả nó mẻ. Mà xong lên tốt. Mà xong đi cắt bắp cắt cỏ gì chưa về nên điện nó đi còn cái trong đồng nhỏ. Hồi chừa nó về con đấy. Ừ. Đừng luộc chín nó về không chừng đó. Cái mẻ nha. Đổ vô luôn. À muốn cái khác hả? Ừ. Tiêu luôn hả? Rồi mấy anh em luộc ăn chơi nha các bạn. Không nhậu dẹt gì đâu. Nhóc chừa mấy cái mẻ. Nhóc chừa thôi nè. Làm sạch đó đi. Làm bà mỡ không hồi mình làm nước chấm luôn á, làm cái mẻ luôn dạ. Yeah. Mặn cho luôn. Lâu lắm mình không ăn cũng thèm. Lúc quan tâm mở quán hải sản bây giờ mấy anh em ăn đồ hải sản không à, bữa nay mình ăn đồ đồng nha. Thèm chưa chắc nữa, anh chắc anh Tâm còn thèm hơn lúa nữa đó. Hết nước mắm rồi lúa ơi. Cái gì? Có thiệt hả? May nấu mày mấy này mình nấu nha. Nấu nước mắm luôn hả? Ừ. Nấu nước mắm thôi anh em bằng áo cao su thôi được. Nửa cây số còn nghe mùi thúi nha các bạn. Muối đi, không có nước mắm muối đi. Ừ. Dao này bén sợ chứ. Ừ? Dao. Mỹ Tâm ngồi sắc cớt, nhìn tướng nó đẹp lắm các bạn, dễ thương ha. Đi nước vô đi. Anh cho nước anh sắp lên đây già đi. Thiếu nước thôi được nhiều nè. Anh hỏi ra nước rồi. Có không? Thôi là nước chấm. Nồng nó nhỏ anh Tú ơi. Thơm rồi đó. Nồng kia nó bự. Nè hôm nay nó vừa rồi, để nó mau chứ. Để anh để nó lại vô. Nóng nha. Của anh đang gì vậy ta? Vậy đâu vậy trời. Thử vừa không? Vừa. Ok đi. Thử. Muốn miếng cơm mẹ thấy đi Tốt. Bằm ớt nè. Ốc luộc cơm mẻ rồi chấm cơm mẻ luôn nha. Cạn miếng trời. Hứ? Nó bỏ nắp cạn dưỡng rồi luôn. Hả? Đâu ra đến dịch nè. Cái nắp kia nó rớt rồi mất tiêu. Trời vừa hết luôn anh Tú ơi. Được rồi. Anh Dương anh mua một chục ký ốc rồi cho mấy anh em đó các bạn. Ngày mai vũ anh Dương qua chơi anh Túc. Cơm mẻ nè. Nguyên hũ. Gà cái lớp trên mình lấy dưới đít á. Ở trên con mẻ thôi các bạn. Chủ yếu là mình lấy con mẻ mình phải lấy đồ sạch nha. Cái muỗng mà các bạn dùng cái gì rồi ha. Để dưới con mẻ là nó như chết được liền. Nha anh Tâm. Miếng này đi. Còn sống nhiều anh Túc.
Còn anh không lấy gì nha. Ok. Rồi trời, nghe mùi y giấm vậy đó. Nó cũng tương tự như giấm giấm chua chua. Xéo xéo nhà lúa đang đám dỗ á, ở người ta hát nhạc sống nó hơi hồn. Nhân này chẳng may ông xỉnh hết trơn rồi đó. Dạ này tại nuốt miếng ợt ợt cái tài. Gái lứa thường thường á, đồ chua chạy đến miếng đấy anh. Dạ. Em không biết anh Tâm giống Mỹ Tâm chỗ nào mà người ta kêu Mỹ Tâm ta. Các bạn thấy anh Tâm giống Mỹ Tâm chỗ nào các bạn? Mẹ giống PD. B, B gì? B, B 52 á. B lên giường á. À đâu. Em cũng không thấy giống Mỹ Tâm mà cũng không có giống PD chỗ nào chứ. Nếu mà giống Mỹ Tâm thì không phải, mà giống PD thì không có con sao, không có con PD nào xấu cả Tâm. Cái này gì mình quậy vô cho nước vô anh Tú. Nước gì đâu, đâu có cho hay nước. Hay vậy là quất vô luôn á hả? Ừ. Có tiêu nữa hả? Cái muỗng múc tiêu này nè. Cho vô hết luôn hả anh Tâm? Ừ. Đã. Ở đây chưa? Mà có màu vô ha. Ừ. Ừ. Chết thiệt. Đánh cho nó tan ra. Giờ quét. Cơm mẻ thường nó làm mọi câu cá cha đó. Sao em nói chuyện nước miếng em mới chào chào ra ta. Mẹ nó tới rồi. Rồi chút xíu nó chín anh em mình lấy ra nha. Ốc này luộc thì mang cấp kỳ rồi các bạn. Cho miếng đường. Còn đem gì nữa không anh Tốt? Cái gì vậy? Chua. Chua chua nó phải cay. Được. Cay là. Ok nữa ha. Để em thử miếng. Chị không nói. Vừa lắm đã à. Mà nó hơi cay đó nha, có hai cái ớt à. Cay nữa nè. Bình thâm nha các bạn. Cay thơm, dữ lắm à, thơm đã rồi anh Tâm ơi. Chính rồi. Chính rồi, nêm thử anh Tâm. Chính rồi. Bung mẹ ra rồi. Ngon quá, ngon, ngon. Dụ hả? Dứt, 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 dứt. Làm sao mà dứt thì sao? Luôn. Không lẽ mình chơi nguyên cái nào này? Luôn. Con khỏi chén luôn hả? Khỏi chén sao lễ má? Không quay lấy ba chén lễ để chén nóng chưa gì nổi. Rồi mình ra nha các bạn. Đi đi thôi, đi thôi. Vậy anh Tâm đâu luôn mấy trái chuối vậy? Cái này xong hết. Xuống sông thì mấy anh em sẽ nhìn anh với cả mắt rất là đắm đuối. Kỳ lắm anh, ốc nó xuống sông thì anh cũng đủ luôn á. Ôi dạ. Ăn thôi các bạn ơi. Anh Tú mới chút mặt là ba cái que nè. Ba cái que này ăn ốc mới nổi. Thôi mình ăn thôi. Tâm ơi. Mời cả nhà ăn ốc nha. Chào cả nhà nha. Chuối các bạn. Chuối chấm cơm mẻ nha các bạn. Trời. Mời cả nhà miếng nha. Miếng nó chạy rồng rồng à. Đã. Chút nữa đi kiếm nữa nha. Đã hai trái rồi. Ăn ốc đi. Ăn ốc đi. Ngon.
chấm ốc dùng muối cái mình ăn với trái chuối. Chứ cái mẻ này các bạn nhìn hấp dẫn không? Xong ơi, xong, dần ốc xong ơi. Ủa sao nó thụt ra thịt vô quầy vậy nè? Thấy cái đít lên. Chợt, kẹp nó vô. Ừ. Nè, tao lẫn cái này nè. Kìm sát, cặp sát vô. Nhấn vào đây bỏ. Nó chua má ơi. Chua mấy không? Còn nó tùy dập nước. Hay chi nó nặng lên tốt. Ừ, nước miệng đã lắm mà. Ngon trời. Cắt bỏ cái miệng lên được. Miệng đập cái đường ấy hả? Được hô hấp thức ăn của nó. Mời cả nhà nha. Ốc lát luộc cái mẻ ngon kì kì cục quá đã anh Trương ơi. Mời anh Trương con ốc này đi vô anh Trương ơi. Mà sâu sâu quá nhỉ, có mấy cay cay dữ ra ta. Hai chai với nhiêu? Hai trái chứ. Trời ốc lúa mọc quá. Mọc quá không? Con ốc mà bữa đó mà vô đồng á. Nó mập. Đó mà nặng nặng lắm em. Đúng rồi. Lúc con ốc này nó trắng dữ lắm anh Tâm à. Ê có trứng nè. Đúng. Nó ngon mà nó cay quá trời, đây cay. Chơi luôn cầu luôn. Phút luôn. Mà mấy ớt sao cay dữ vậy? Cay mới lạ. Chuối chấm cái mẻ cũng ngon nữa kìa. Mời cả nhà nghe, ốc này ngon thiệt nha, chứ không phải ngon cá lương nha. Ốc lát bây giờ hiếm lắm á các bạn. Cay. Cay mới đã. Nên anh Tâm vô không mua lít rượu vô nữa. Thôi không uống nổi đâu. Đừng nói tới rượu nữa. Mệt dữ lắm rồi. Cá nước nó hương kìa. Vô các bạn ơi. Sáng mấy anh em nằm đây nè các bạn, quần quần không biết làm gì, thấy còn mớ ốc mấy anh em lấy luộc cái mẻ luôn. Rồi không có nhậu chưa, nắng này nhậu chết luôn á. Quá trời ngon anh Dương ơi. Hồi đó ốc lát này nhiều lắm, bây giờ hết rồi, bây giờ ốc bu vàng không à. Cái này hấp bởi cái này nó nóng vô nó đã rồi. Nó giòn ha. Giòn. Chấm vô nó cay nó chua. Chén này kìa. Chén. Sớm á có bài cá hầm vòng dưới sơ dưới hầm á, mà lúc đó lúa chưa là cầm máy quay ra cú chài cái đẹp cực kỳ luôn, tính bắt cá lóc. Ông chài cho hình chữ y, chài né bài hầm vòng mà
cũng thế. Chạy bắt cái lóc mà né là hoành vọng. Quốc cái yên cái đèn cày các bạn. Dính, chị dính vô lưới á. Dành chú 8 nha. Cái số 8 nó có bụng đỡ, cái này không có bụng. Đợi cay. Cay đã. Sao nãy? Trời ơi, cay. Con ngốc này nó mập anh Tâm ơi. Nãy anh chụp con nào mập chứ. Mập ngốc này nó mập như cũng như anh Hoài vậy kìa. Anh Hoài đâu bằng anh Châu. Anh Châu có trăm ba mấy hay bốn mấy rồi đâu? Bốn mấy. Đó là trời, nhìn ông nó ốc cục nổi vậy. Mình đâu thích mình dây đâu. Hay dạ. Rồi, con này mập, mập thiệt quá. Anh Bảo ơi. Cho nó ra cái đích. Mai quá xuống. Mai chuyện quá. Mai lễ vui à. Lễ mấy anh em không làm gì ngồi rụt ốc chơi. Ăn ốc lát chơi đó. Ai thèm thèm à. Không biết có ai thèm không nữa. Tôi thấy ngon quá. Nhưng đặc biệt là nó chua chua nha. Đã ghê đã luôn. Đừng nhắc cái vụ nữa. Mệt lắm. Dưỡng sức đi. Ốc này ai ăn hết chục con nổ ta. Nổi chứ. Nó tốt bây giờ đứng á. Con chui. Chứ anh thấy ăn chục con. Em thấy 6 con rồi đó. 5 con rồi đó. 5 con. Được chứ có gì đâu, chục ốc bình thường thôi. Mà bữa đó ăn 2 con trong động nó đã gì đâu trời. Hết cái gì vậy? Hả? Nó ít nó ngon. Ít nó ngon. Nhiều quá nó không ngon. Cứ đứt cho mấy con cá ăn đi. Mai mốt mình ăn nó lại. Ngốc mình dạt đít á, mình dễ thục không? Dễ lễ. Ngọt hai nước rồi ha. Chua chua ngọt ngọt. Đây các bạn. Con này không được lắm. Đây này các bạn. Sao ốc rồi? Em phải ăn cái mài nha. Giòn. Đầu á hả? Ốc mà em phải ăn cái đó thì còn cái gì nữa. Đâu còn gì em ăn nữa đâu. Bỏ lại đít anh em Tú ăn hả? Ừ. Có mẹ cái mài không đi. Cử cái mài ra mày ăn nha, chứ đừng ăn cái gái mặt ngốc rồi, ăn cái cục giòn giòn đó là rồi đó. Ừ. Đằng dữ à. Cái gì vậy? Có ngốc cái gì lắm rồi, lắm rồi. Mày cài dữ lắm, cài à. Cài cái mày đã. Cái máy nó sừng hơi rồi đó. Cay cái ớt mà sao cay dữ vậy ta. Ngon á, ăn đi. Ba cái đũa này để mình để lại, mai mốt mình ăn cái tiếp nha. Rồi hồi dì mai mới dắt con nóc nhà nha. Trời ơi, ớt không nè. Anh Tâm hết hình dây. Hình dây à? Nó ngon nhất là lúc mà mình đẩy ốc vô cái miệng đầu tiên á, chua lên liền ha, săn lên liền cắp luôn nha. Ừ. Ốc này lúc này ấm nhất luôn, ốc chấm cơm mẻ luôn đi. Em tính em với anh Dương tính mua này về mình gác bếp á, mà thấy nó ấy quá, nhẹ quá.
cái ốc ở gác bếp mà lượng ốc chắc cú như ốc mà mình đó mình thấy là đâu vô đồng nướng á. Tại vì gác bếp là phải lựa con nào nấy nặng nặng, gác con nào nó chất lượng chất lội, tại vì nó mất thời gian dữ lắm. Trứng à, trứng nó tóc này tơ đúng không, nó phải chưa vàng còn tơ mỏng. Ốc này cho tao bươi biên giới đang qua không anh Tốt? Nước vàng. Ây da, cái gì còn nóng chứ ta. Vô các bạn ơi. Cái mẻ này mình ăn được nhiều món lắm. Thôi còn mấy con mình vừa bơi xong đi. Rồi chào các bạn nha. Anh em ăn coi con nữa, còn mới vừa bơi xong rồi chiều có công chuyện gì làm thì làm. Chắc chắn là cái cắt bò này. Rồi chào các bạn nha. Các bạn có một buổi chiều thật nhiều niềm vui. Chào các bạn.